Rất là vui được gặp anh Han Ji-suk cũng như là Lý Nhã Kỳ trong chương trình ngày hôm nay để chúng ta có thể là trò chuyện và hiểu thêm về bộ phim Kẻ Thứ Ba đang trình chiếu tại các rạp. Và lần đầu tiên xin được cảm ơn hai người đã dành thời gian cho chương trình. 안녕하세요. 한재석입니다. 호치민 라디오 청취자 여러분. 이번에 세 번째 사람 영화 홍보 때문에 베트남에 오게 됐는데요. 여러분들이 많이 환영해 주시고 그리고 응원해 주셔서 기운이 납니다. 반갑습니다. Lý Nhã Kỳ xin chào quý vị khán giả VOH đang theo dõi chương trình. Có lẽ là trước khi nói những cái câu chuyện hậu trường vui của bộ phim thì chắc là mình cũng sẽ nhắc lại một chút xíu. Thì thật ra là ai cũng biết Kẻ Thứ Ba là một bộ phim có một cái hành trình đến ngày ra rạp là một cái hành trình rất là gian nan. Thì Lý Nhã Kỳ và anh Han cũng đã chứng kiến được cái chặng đường đó rồi. Thì Kim Thanh cũng nghe Lý Nhã Kỳ chia sẻ rất là nhiều trong những cái buổi trước đây, nhưng mà anh Han thì bây giờ mới quay qua Việt Nam, thành ra mình chưa có biết như thế nào. Thì bây giờ rất là muốn nghe anh Han chia sẻ là cái sự cố lần đó thì thật sự là không biết là anh Han đã biết, có biết hay không. Và tại vì báo chí cũng đăng tải rất là nhiều, không biết là tâm lý của ảnh lúc đó như thế nào, có biết gì hay không, rồi Lý Nhã Kỳ có biết tình trạng của ảnh lúc đó ra sao hay không. Thì bây giờ mình có thể chia sẻ lại một chút xíu, cũng như là nếu mà lúc đó ảnh đã cảm nhận không ổn rồi đó, thì khi mà Kỳ mời ảnh qua Việt Nam lần này đó, thì không biết là ekip của ảnh với ảnh có cân nhắc gì hay không, và cái cảm xúc quay trở lại lần này so với lần đó là như thế nào. 일단 우리 영화 개봉하기 전에 네. 되게 힘든 시점, 뭐 힘든 시기 좀 보냈잖아요. 네. 뭐 촬영한데 여러 가지 뭐 사고 쳤으니까 네. 그때 혹시 그 사고 들으실 때 뭐 기분 어떻게 되신지 좀 말씀 좀 부탁드렸고, 그리고 이번에 사고 친 후에 있잖아요. 이번에 미스터 키도 이거 홍보하기 위해서 다시 초대하셨잖아요. 뭐 저번보다 이번에 어떤 마음으로 왔는지. 네. 네. 일단은 그런 좀 어려운 상황이 있었을 때는 이런 날이 올 줄 알았습니다. 이렇게 잘 좋게 해결이 돼서 개봉을 앞둔 이런 날이 올 줄 알았었고, 그리고 또 오게 될 거라고 믿고 있었고요. 그리고 그만큼 우리 스태프들, 감독님, 또 여러 배우들이 고생한 만큼 또 많은 것을 얻었으면 하는 기분이고요. 다시 또 이 베트남으로 돌아왔을 때는, 영화 홍보 때문에 돌아왔을 때는 그런 어려운 그 사정이 있었지만 다 이겨내고, 또 이렇게 어려움 뒤에는 또 즐거움이 또 온다는 생각으로, 또 많은 분들이 저희 영화를 사랑해 주시고 관심을 가져 주시기를 바라는 마음으로 이렇게 이 자리에 오게 됐습니다. 길어서 이렇게 할 수 있겠어요? 너무 길어서 중간에 좀 다시 말씀. Thì trong cái lúc mà xảy ra sự cố như vậy á, thì nó cũng đã xảy ra rồi, thì tôi cũng không muốn nhắc nhiều về nó nữa. Và cuối cùng thì cũng đã quay xong bộ phim, hoàn thành, và cũng đã sắp tới ngày ra mắt phim. Đối với tôi thì trong khoảng thời gian đó, staff, mọi người trong đoàn cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng đã có một cái thời gian rất là vui vẻ với nhau, làm việc rất là vui, và cuối cùng thì cũng ra sản phẩm. Bây giờ thì tôi tin chắc là cái sản phẩm này sẽ thành công như mà cái giá mà mọi người đã trả giá trong cái quá trình đó. Tôi rất mong nhận được cái tình yêu thương của khán giả dành cho bộ phim khi mới ra rạp. Nhưng mà anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh lần này khi mà quay trở lại sau cái sự cố đó, thì cái cảm xúc lần này như thế nào? Thì lúc anh cũng có chia sẻ thêm là khi mà anh trở lại lần này á, thì được fan chào đón ở sân bay rất là nhiều, và anh thấy rất là hạnh phúc nữa. Còn Kỳ lúc đó Kỳ có biết gì không? Biết về cái phim phá sản hả chị? Biết là về ảnh lúc đó như thế nào đó. Có quan tâm, hồi đó mình cũng đang là diễn viên đúng không? Thì mình nghe cái đoạn phim cái tin như vậy, rồi mình có biết là bên phía ekip của ảnh gặp khó khăn cái này cái kia như thế nào không? Dạ. Thực ra thì Kỳ cũng đã chia sẻ rất là nhiều á, là do bộ phim thì quay mới có 2 ngày là đã phá sản rồi, và đã dẫn tới cái chuyện mà gọi là đứng trước bờ vực thẳm. Thì khi đó là Kỳ cũng đang là diễn viên chính trong phim, và cũng đã lên Đà Lạt cùng với anh Han, nên là Kỳ biết, nhưng mà khi lúc đó thì nó chưa có quá
tồi tệ. Thì mình cũng nghĩ rằng là đoàn phim nào cũng khó khăn, đặc biệt là một cái nhà sản xuất trẻ chưa có năng lực, chưa có thương hiệu. Và đây là đầu tay thì Kỳ cũng chỉ nghĩ rằng là mình cứ có đặt lòng tin vào nhà sản xuất. Tại vì chứ nếu mà tất cả các ngôi sao mà cứ không cho những cái nhà sản xuất trẻ hay đạo diễn trẻ trải nghiệm hoặc thử sức thì không bao giờ họ phát triển được. Thì lúc đó Kỳ vẫn đặt lòng tin và hy vọng rằng là ai rồi cũng sẽ có khó khăn, nhất là mới bắt đầu sự nghiệp hoặc là bắt đầu một cái vai trò. Nhưng mà sau đó thì 3 ngày bắt đầu thấy nó nặng nề hơn, 4 ngày nặng nề hơn. Và ngày thứ, hình như ngày thứ 5, thứ 6 là bắt đầu ekip đoàn phim đó thì mọi người mới biết rằng là bên khách sạn thì giữ lại các giấy tờ của ekip không cho đi. Rồi bên các cái hậu cần á, giống như là bên bộ phận mà lo ăn uống này nọ, họ cũng không cung cấp đồ ăn. Rồi xe cộ, rồi âm thanh sáng họ đều rút hết. Thì Kỳ mới thấy là nó rất là nặng nề. Thì lúc đó, nói thật đó là lúc đó thì mình nhìn lại thì trong đoàn chắc Kỳ là người lớn nhất. Và có cái ở phía Việt Nam thôi là có lớn, rồi có đầy đủ điều kiện về tài chính, cũng như là một nghệ sĩ có tên tuổi rồi. Còn giống như bên anh Han cũng là một nghệ sĩ rất là lớn, nhưng do ảnh chỉ là diễn viên chính và ảnh là đoàn Hàn Quốc thì bắt đầu mọi người không biết phải làm sao. Tại vì cái cô mà làm nhà sản xuất cũ thì cô còn quá non. Xong bắt đầu mọi người mới đi tìm tới Kỳ. Lúc đó Kỳ thì mọi người tìm tới Kỳ cũng như là trình bày và năn nỉ Kỳ mua lại dự án. Thì ban đầu thì Kỳ cũng chỉ là cho mượn tiền thôi, và cô ấy cũng đã hứa rằng là sẽ xoay sở và tiếp tục duy trì cái bộ phim, cũng như là cô nói là cô chỉ kẹt khúc đầu thôi. Nhưng nào ngờ sau khi xài xong cái số tiền mượn thì gãy tiếp, và gãy 3 lần như vậy thì Kỳ mới lúc đó thì Kỳ cảm thấy rằng là có dấu hiệu thứ nhất là không có đủ năng lực tài chính để duy trì, thứ hai nữa là dựa trên những cái điều đó thì mình thấy có dấu hiệu đó là cô không chịu trách nhiệm luôn, có nghĩa là giờ cô buông xuôi rồi mọi người tự bơi, tự về, tự đi, tự sống, tự đã đoàn cái kiểu vậy. Có nghĩa là cổ xác định là giờ em không còn tinh thần và giờ em không đủ năng lực thì rã đoàn. Mà rã đoàn cổ cũng không chịu trách nhiệm hoặc là lo cho người ta tiếp tục cùng. Thì rồi thì thấy là về mặt nghệ sĩ thì mình sẽ tiết cho một cái dự án. Cái thứ hai mình nhìn thấy được, giống như anh Han nói, là mình nhìn thấy được cái sự nỗ lực á, và cái mà mọi người lúc mà khi tới á, để mà bấm máy đầu tiên cũng như ai cũng vui và đầy hừng hực nghĩa khí lắm, kiểu mà giống như là rất là sẵn sàng cho mọi việc và sẵn sàng xả thân vì nghệ thuật mọi thứ lắm. Bắt đầu đến khi mọi người không còn thấy có ai đứng ra để chỉ huy thì bắt đầu cái tinh thần nó xuống, và Kỳ thấy nó rất là phí. Giống như anh Han nói rằng là anh Han tin và Kỳ cũng tin rằng là cái bộ phim này ra mắt thì nó cũng sẽ xứng đáng với những gì mà mọi người đã cố gắng hết sức và nỗ lực cho nó hoàn thiện. Chị nhớ cái hồi mà Kỳ mới về Việt Nam thì cái thời đó là chị cũng làm báo rồi cho nên là chị biết. Nhưng mà cái thời đó là không có phim của anh Han chiếu ở Việt Nam nữa, tại vì ảnh đóng là người mẫu với Dài Thủy Tinh thì là cái giai đoạn trước đó rồi. Cho nên là chị rất là tò mò, không biết á, là trước khi mà nhận lời cái dự án này để đóng cặp với ảnh á, là lúc đó em có xem cái phim nào của ảnh hay chưa? Dạ, thật ra thì em cũng mắc cỡ. Chẳng lẽ mình nói anh cũng là một người đàn ông mà em mơ ước lấy làm chồng. Em nói cái câu đó trước đi rồi chị nói thế. Mục sư cơ Dương Hoa. Dương Hoa chúng ta về cùng hay mà Dương Hoa tham gia là lý do gì? Cái à, Dương Hoa cùng 하게 된 이유요. 미스터 키한테 던진 침묵이에요. 미스터 키는 참가할 이유가 바로 우상 형이라서. Thực ra thì là bản chất là em đã có phim người mẫu. Và lúc đó thì em còn đang ở Đức luôn. Giống như chị nói đúng rằng là thời điểm đó thì em chưa về Việt Nam. Trời ơi, chị thật là giỏi chứ chị nhớ luôn thời điểm em về Việt Nam nè. Thật ra thời điểm đó thì em coi phim của anh Han ở bên Đức. Và em mơ mộng lắm. Lúc đó em mơ mộng lắm là trời ơi sao mà 5-8 tội nghiệp đúng không? và chỉ là em mơ mộng anh trời ơi chết kiểu vậy đó chị. Rồi cái em suy nghĩ chứ trời ước gì trong một lần nào đó cuộc đời em sẽ có tiền, vì lúc đó em còn trẻ mà em sẽ có tiền và em sẽ qua Hàn Quốc. Rồi một ngày nào đó có bao giờ em đi qua Hàn Quốc xong rồi em đi du lịch lang thang rồi mình sẽ gặp được
người đàn ông này không, có nghĩa là cái điều đó là em đã ngưỡng mộ ảnh rồi. Và thực ra thì mọi người theo dõi em, mọi người sẽ thấy rằng là em ít khi nào idol ai lắm, em ít khi nào idol người khác lắm. Cuộc đời em ít idol, em nghĩ rằng là cái idol duy nhất của em đó là bố em. Đó là idol trong lối sống, tư duy, nghị lực và bản lĩnh. Nhưng mà anh Hai là một cái người mà em idol thật sự, idol lúc tuổi thanh xuân của em luôn á. Và cái lúc mà em nhớ coi phim Người Mẫu mà ảnh không được lấy chị Kim Nam Du à? Ôi em khóc quá trời luôn chị ơi, em khóc quá trời luôn. Em nói chứ trời ơi đạo diễn ơi, mày có cái mà đạo diễn ơi đổi đi, phải để cho ảnh lấy Kim Nam Du không? Trời ơi em ước gì em đấy, em còn hy vọng. Em nhớ là tập cuối ảnh không, ảnh mất, ảnh qua đời á. Em còn hy vọng rằng là có bao giờ có cái phần tiếp là ảnh sẽ được lấy chị ấy không? Em giờ em có thể để cho anh hiểu, để anh có những cái phản ứng cười chút thôi anh bị ngứa. Một điều thật, em có thể nói thêm á là các bạn bây giờ hay nói một cái trend của hiện giờ là nữ chính sẽ dành cho nam chính, còn nam phụ tức là nam tám á là sẽ dành cho các cô gái. Là nói chung là câu chúng là người chồng quốc dân á, tại em thấy comment là lúc nào cũng gọi anh ha là kiểu người chồng quốc dân á. Nên cái model drama 봤을 때 되게 많이 울었어요. 왜냐하면 저번에 돌아갔잖아요. 그 왜 김남주 그 주연 여배우로 그런 얘기하는 거죠. 갈 수 없는지. 왜 엠 하고 있어요? 그때 하는 국민 남편. 맞, 지, 엠, 짝, 비, 라, 데, 카페, 구, 엠, 뭐냐. 그, 되게 à, lúc mà phim Người Mẫu chắc là thời chị em mình nè. Anh Giang Đông Quân với anh này, anh Han Yusuf, em thích này hơn. Em vua này hơn chị. Đã tổ. Em vua anh này hơn chị ơi. Thôi lúc đó em muốn cái mà em muốn gọi điện cho đạo diễn rất là ngây ngô, là em muốn gọi điện đạo diễn là hãy đổi đi, hãy đổi cái kết cục là anh lấy gì kia đi. Kiểu như vậy. Và đó cũng là một cái lý do mà khi em tham gia cái phim Thiên Di, kẻ thứ ba mà vai Thiên Di, thật ra là cái yếu tố mà thuyết phục em nhất á, để em gọi là buông cái mùi tiền á chị. Tại vì lúc đó em đang rất là em đang rất là làm kinh doanh. 4 năm trước thì em vẫn là xác định là em tập trung nhiều hơn về cái công việc làm ngoại giao của mình và công việc làm kinh doanh. Và lúc đó em đang phát triển rất mạnh trong những cái chuỗi thương hiệu kim cương mà. Nên là chỉ có ảnh là cái duy nhất mà khiến cho em bỏ giày, mà bỏ mùi tiền mà em đi lên tới tận Đà Lạt em quay rồi tự nhiên em trở thành đóng vai nữ anh hùng á chị. Tại vì cái lúc mà em đứng đây em mua, em cứu rỗi cái đoàn phim bị phá sản này, em cảm thấy mình là bao nhiêu phần trăm là vì ảnh. Bây giờ bao nhiêu phần trăm vì ảnh, nếu mà em nói bao nhiêu phần trăm vì ảnh xong mọi người có nói em giải trai không? Bây giờ bắt đầu. 영화 참 그 영화 참가한 이유. 원인. 예. 나는 chỉ mua cái phim này là vì ảnh. 프로인지. 몇 프로라뇨? 막 프로 뭐 참가한 이유는 그 이유들 중에 밑한 위 못한 때문에 선택한 이유 뭐 프로 좀 잘 했는지 이제 물어보고 있어요. 너 I'm just joking. 선택할 제가 선택한 거? 어떻게 선택할 이유? 이유가 몇 프로 정도 되는지 나 저보고 예상해 보라고. 아니요, 밑한 뭐 프로 됐는지. 왜냐하면 그 선택할 이유들 중에 뭐 그 밑한 주로 한 이유 100% 될 수 있. 아니 어떻게 던진 질문인데. 네. I'm just shocking. 무슨 질문을 저한테 한 건데 그거를. 아 제가 이 영화를 선택한 이유가 뭐냐는 거예요, 아니면 어떻게 선택한 영화 선택한 이유 미스터. 아 그걸 저보고 게스하라는 네. 거죠. 네네. 아니 미스터께 그냥 이 얘기 좀 통역하라고. 아 그 얘기는 알아야지 무슨 얘기하는지. 지금 다른 인터뷰하면서 얘기를 해서 너무 고맙다고. 그러니까 고맙다고. 그 고마워요. 그러니까 저를 이렇게 저의 팬이었었고 어렸을 때, 그리고 이제 또 저랑 같이 이렇게 했고 또 이 영화를 찍으면서 정말 저희들을 되게 이렇게 편하게 해주셨고, 그 편하고 또 그런
그 즐거움 때문에 아주 추억에 많이 남고 아주 땡큐 하다고 진짜 땡큐. Thank you. Cái lý do mà chị chọn mà đóng phim á là ảnh là một trong những cái lý do rất là lớn. Anh mới nói là cảm ơn chị rất là nhiều để chọn ảnh, nhưng mà trong quá trình đóng phim á là nhờ chị mà ảnh có những cái memories rất là tuyệt vời cho khi đóng phim. Thank you. Thank you. À, như vậy thì tức là khi mà nhận lời đóng phim này là thấy ảnh ở ngoài đời thì lúc đó thì Kỳ thấy thì sao? Từ mà ảnh bước ra một người trước mặt mình. Wow, em nghĩ rằng là em cũng trải qua và đóng rất là nhiều bạn diễn nam đẹp nam và đẹp em giống như thường mọi người trong giới hay chọc em là em có tay sắc sắc bạn diễn nam thì cũng hay dạy em, nhưng mà riêng đóng với ảnh như là vì ảnh là một thần tượng và là cái giấc mơ mà mình không nghĩ rằng mà cuộc đời vũ trụ lại đưa mình quay về là được đóng trước thần tượng của mình thì em bị mắc cỡ chị. Ôi, em cảm thấy là mắc cỡ như kiểu mà mình không dám đóng á chị. Nhất là những cái cảnh mà tại vì trong phim thì Thiên Di là vợ của Quang Kha, và em mỗi lần những cái cảnh mà hai vợ chồng phải ôm nhau hoặc là em có bầu rồi ảnh này nọ, ôi, em mắc cỡ chị ơi. Mà cộng thêm nữa là em nhớ mãi cái cảnh em có bầu, bởi vì mình chưa bao giờ mang thai mà, nên là độn cái thai giả thì đối với em đâu là gì đâu chị, thì em cứ nhảy kịch tưng kiểu mình đóng mà kiểu mình như là mình đâu có gì trong bụng đâu chị. Thì ảnh là cái người dạy cho em, ảnh nói là phụ nữ mang thai phải như vậy nè, phải nhẹ nhàng, phải dù sao đi nữa thì anh cũng đã là chồng và là cha rồi, sao ảnh là người hướng dẫn em là phải vậy. Rồi ảnh cho em được cái cảm giác của Thiên Di thật sự trong phim, đó là một người phụ nữ có gia đình, có một người chồng tuyệt vời kiểu như vậy. Thì thực ra em cũng mang ơn ảnh để em có thể vừa là một nhà sản xuất bất đắc dĩ mà vẫn có thể hoàn thành được cái vai diễn, có thể không mấy là tròn vai, em đánh giá mình là như vậy, nhưng ít nhất là cũng tạm ổn, và cái tạm ổn này đó là nhờ ảnh mang đến cho em, giúp em. Nhưng mà quan trọng là từ trên màn ảnh ra thực tế nó có chênh lệch bao nhiêu phần trăm không? Về cảm xúc hay về gì ạ? Vừa cảm xúc lẫn ngoại hình đó. Không, ở ngoài anh đẹp trai hơn. À, chị có công nhận không? Em thấy là trên ảnh và trên màn hình ảnh không đẹp trai bằng ở ngoài, và ở ngoài ảnh đẹp trai hơn, rồi ảnh có sức hút hơn vì ở ngoài ảnh rất là hài hước, rất là hài hước, rất là tinh tế, và ảnh mình nhìn mình cảm giác như ảnh không quan tâm mình lắm, nhưng mà ảnh biết hết mọi cái sự thay đổi của mình trong cảm xúc, trong suy nghĩ, và ảnh có thể hỏi thăm mình, và ở ngoài ảnh là một người đàn ông tuyệt vời. Trái âm dịch phần này. 그 화면보다 실제로 화면보다 실제로 보일 때 되게 잘생기고 뭐 따뜻하고 뭐 냉정해 보이지만 다 알 뭐 주변 사람 뭐 어떤 일이 발생한지 다 알 수 있는 분 같아요. 감사합니다. Nhưng mà ngược lại thì không biết là anh Han đã, tức là khi nhận cái bộ phim này chắc chắn là anh sẽ tìm hiểu nữ chính là ai rồi, cho nên là không biết là lúc đó anh có tìm hiểu gì về Kỳ hay không, anh biết gì về Kỳ chưa, và khi tiếp cận thì thấy như thế nào? 혹시 그 촬영 시작하기 전에 미스터 키에 대해서 뭐 기사 통해서이나 뭐 미리 알아보셨어요? 이제 알아봤어요. 그 저희 감독님이 처음에 이제 소개를 시켜줬고, 이 같이 하시는 배우들이 어떤 사람들이다 해서 많이 들었어요. 많이 들었고, 그리고 그 아주 어마어마한 그 여배우셨다고 베트남에서 아주 그렇게 소개를 받았고, 그리고 되게 오랜만에 다시 컴백한다고 들었어요. 그래서 이제 그것도 되게 좋았었고, 그리고 예전에도 말했듯이 그 화면을 보고 이렇게 너무 즐겁게 일하는 모습이 너무 마음에 들었어요. 이 영화가 아마 제가 그때 듣기로는 한 5년 만에 다시 컴백하는 걸로. trước khi tham gia đóng phim á, thì đạo diễn cũng đã trao đổi với tôi và giới thiệu về cô Lý Nhã Kỳ rất là nhiều, cũng có chia sẻ là ở châu Á là có những diễn viên này như thế nào, và chị Miss Lý Nhã Kỳ ở Việt Nam cũng là một cái diễn viên có tên tuổi nhất định, và cũng khá một cái khoảng thời gian khá lâu là cũng không có đóng phim, chứ có thể lúc đó đạo diễn cũng nói với tôi là 5 năm rồi á, nên là khi mà quay trở lại đóng phim á, lần này là cũng khá lâu, nên là
một cái cơ hội để hợp tác, để xem sự trở lại của cô ấy như thế nào. Và trước đây thì tôi cũng có chia sẻ, thì đạo diễn cũng cho tôi xem những cái đoạn clip, mà những đoạn phim ngắn mà chị Kỳ đã, Miss Kỳ đã đóng. Thế là tôi cũng xem những đoạn đó thì thấy cô đóng phim rất là vui, nhìn rất là hạnh phúc. Thế là tôi cũng qua những cái đoạn phim đó tôi càng muốn tham gia cùng với cô này. Wow. Có một cái thực ra là mình là một người theo dõi phim ảnh Hàn Quốc khá là sát trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng mà cũng xem rất là nhiều phim từ xưa cho tới giờ luôn. Thì thấy là những diễn viên mà thời của anh Han á, là đến bây giờ họ vẫn còn đóng phim, ví dụ như là anh Son Dong-gun chẳng hạn đó. Nhưng mà ảnh thì sau những cái bộ phim đó tới bây giờ thì không có thấy những cái tác phẩm mới của ảnh. Thì sau khi mà thực hiện những cái chuyên đề về phim Hàn Quốc cho chương trình của chị á, thì chị có đọc được cái thông tin là do ảnh giàu quá rồi, giống như bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cho nên là ảnh không có nhất định là phải đóng phim nữa. Thì không biết là cái điều đó có chính xác hay không, và nếu là đúng như vậy thì tại sao cái lý do chính thực sự ảnh nhận lời cái phim này là gì? Nhiều người nhận định rằng là do cái mối quan hệ với đạo diễn mời thì đóng, thì không biết có chính xác hay không. Chắc는 그 한국 드라마 되게 좋아하고 뭐 한 5년 동안 뭐 아니면 5년 너무 옛날에 되게 계속 좀 지켜보고 있었어요. 그리고 뭐 한재석 배우과 뭐 같은 시절에 있는 예를 들어서 뭐 장동건 배우도 장동건 배우 지금까지 아직도 활동 잘 하고 있는데 근데 한재석 배우가 지금까지 잘 작품은 잘 안 보이지 않은 것 같아요. 혹시 뭐 제 작품 중에서 마지막으로 보신 게 어떤? Ảnh hỏi là cái tác phẩm mà cuối cùng chị xem ảnh là có trong người mà dạy thủy tinh Yuri Kudu. Yuri Kudu. Yuri Kudu 다음에 했던 작품을 나열을 한번 해드릴까요? 유리 구두 다음에 했던 게 사실 모르겠어요. 그게 이제 수출이 아직 안 돼서 그런지 모르겠는데 뭐 이렇게 많은 사랑을 못 받아서 그런 것 같아요. 계속 활동을 이어왔었고 이어왔어요. Đó là tại vì có thể là truyền thông của mình không có biết rõ, nhưng mà sau cái tác phẩm Dày Thủy Tinh thì ảnh đóng rất là nhiều phim sau đó nữa. Ảnh cũng hoạt động chăm chỉ lắm. Có thể là những cái phim đó không có xuất ra nước ngoài. Yeah. 그다음 그다음에 유리구두 다음에 찍었었던 드라마가 로비스트라는 거. 그다음에 태양의 여자. 아, 울랄라 보고. 기억나는 게 세 가지가 더 있고. 예, 계속 했었는데 여기한테 사랑을 못 받은 것 같아요. 아쉽네요. Anh cũng thấy tiếc là tại vì sau đó anh có đóng 3 bộ phim liên tục tiếp theo nhưng mà hình như là không có được nổi tiếng ở Việt Nam nên anh cũng thấy buồn. Nhưng mà cũng rất là lâu rồi anh chưa đóng phim đúng không? 진짜 뭐 오랜 시간 동안 좀 뭐 드라마 안 찍으셨죠? 아, 맞아요, 맞아요. 결혼하고 나서 결혼 후에 영화 쪽을 영화를 찍었어요. 영화를 찍었는데 그렇게 크게 성공은 못했지만 영화 쪽으로 이제 많이 일을 했었고 그리고 그래서 아마 잘 못 보셨던 것 같아요. 왜냐하면 잘 보이지 않기 때문에. 네, 맞아요. 네. 잘 보이지가 않기 때문에 혹시나 돈 어느 정도 돈 뭐 많이 벌었으니까 그래서 뭐 뭐 예술 활동 멈추고 그냥 집에만 가족만 챙기고 싶은 그런 소문 많아요. 아니에요. 되게 욕심이 많고 아직도 욕심이 많고 열정이 많고 또 좋은 기회가 되면은 언제든지 달려가서 일하고 싶은 욕심이 많아요. Hồi nãy em có hỏi là tại vì có một cái lời đồn đó là ảnh đã kiếm đủ, có đủ tài chính rồi nên ảnh không quan tâm đóng phim nữa hay như thế nào. Nó không phải như vậy. Có nghĩa là thực ra là ảnh cũng có những cái hoạt động nhưng mà mọi người không biết đến. Với lại ảnh cũng có quay một cái bộ phim điện ảnh nhưng có thể là nó không nổi tiếng. Nhưng mà lúc nào ảnh cũng làm việc chăm chỉ chứ không phải là nói ảnh nhiều tiền ảnh không hoạt động nữa. Không, tại vì truyền thông Việt Nam vẫn nói là ảnh là rất là nhiều tiền cho nên là không có nhu cầu đóng phim nữa. Chứ không phải là mình chị nói mà là truyền thông nói luôn như vậy. 베트남 언론으로 그 한재석 배우가 지금 잘 살고 있으니까 활동 잘 할까? 아니에요. 아니에요. 아니고요. 그렇지 않고
저는 제가 하는 일을 너무 사랑하고 그리고 더 욕심내고 싶고 좋은 역할 있고 하고 싶은 역할을 만나면은 언제든지 달려가서 하고 싶은 게 제 욕심입니다. 네. Tôi nghĩ đó cái lời đồn đó nó không đúng. Tại vì bản thân tôi thì làm việc rất là chăm chỉ, và nếu mà có một cái tác phẩm nào mà thật sự ưng ý thì tôi sẽ bắt đầu cố gắng hết sức để làm việc, bởi vì đây là cái công việc mà tôi yêu thích. Như vậy có phải là lời mời của đạo diễn là lý do chính và ảnh nhận cái phim này hay không, rồi những cái lý do khác mới là lý do phụ? 그러면 이번 세 번째 사람 뭐 초대받던 이유가 혹시 감독이랑 좀 친한 사이라서 좀 이 초대받더라. 예, 그를 감독님이 처음 저한테 책을 주셨어요. 시나리오 주시고 이 작품에 같이 이제 출연하는 이제 스태프들과 이제 배우님들의 사진들하고 동영상을 보여주셨어요. 그래서 그걸 보고 와 너무 행복하고 즐겁게 일하는구나. 나도 저런 분위기 속에서 한번 일해보고 싶다. 그리고 책을 봤는데 책도 너무 재밌었었고요, 시나리오. 그래서 이제 연이 돼서 예. 시나리오 더 중요하죠. 시나리오 먼저. 시나리오도 예 중요하죠. 예. 그 다음에 감독. 아니요. 감독 먼저 아니면. 그러니까 시나리오를 먼저 봤죠. 그리고 감독님이 이제 여기에 대한 이제 출연진들하고 스태프들하고 이제 우린 누가 이렇게 같이 일을 할 거다 하면서 거기서 일에서 이제 테스트 촬영하고 이런 것들을 저희한테 보여주셨어요. 제가 그걸 보고 와 너무 행복하고 즐겁고 이렇게 즐거운 분위기에서 일하면 분명히 좋은 결과가 있을 거다. 그래서 같이 하게 됐죠. 네. Thực ra là tôi khi mà chọn cái bộ phim á thì tôi sẽ chọn cái kịch bản trước. Lúc đó thì đạo diễn đến thì cũng cho tôi xem cái kịch bản, thì tôi đọc cái kịch bản đó thấy nó rất là thú vị, rất là hay. Thế sau đó là đạo diễn lại giới thiệu tôi một cái dàn cast mới, một dàn cast là ai sẽ tham gia. Cái tôi nhìn vô dàn cast, sau đó nhìn vào dàn cast và xem những cái đoạn đóng thử, video clip đóng thử của dàn cast đó, và tôi cảm thấy rất là vui. Nội dung sẽ là rất là thú vị. Thế là bắt đầu là tôi nhận lời tham gia cái dự án này. Nếu mà trên màn ảnh đó Kỳ, yeah. Thì hình như là em hôn trên màn ảnh chưa nhiều đúng không? Nhiều không ta? Chưa. Theo chị nhớ là màn ảnh rộng á. Dạ. Chưa chị. Thế thì không, màn ảnh nhỏ thì cũng đâu có hôn nhiều đó. Ừ đúng rồi, màn ảnh nhỏ thì màn ảnh nhỏ cũng không phải là quá nhiều. Ừ, thì mà nhất là không phải hôn nhiều, mà chưa kể là cũng lâu rồi mình mới quay trở lại với cái dự án này. Thì cái cảnh hôn đó hai người rehearsal bao nhiêu lần? Mà nhất là em nói em ngại nữa. She asked me about it. We have the kissing. Mấy lần chưa? Mấy lần chưa? Một lần hay hai lần chụp chưa ảnh Tôi nhớ là cái cảnh hôn quay có 2-3 lần hay sao? Không có, mình có rehearsal trước hôn. Rehearsal? Tôi nhớ lúc đó là không có rehearsal. Rail 깔아놓고. Yeah, right. Try. No, not try because I laugh a lot, right? We just action and then I laugh. Thật ra là cái khó lúc mà tụi em bắt đầu hôn là làm sao để hôn thôi. Nghĩa rằng là bị em thì ở cái góc độ là hơi bị cảm xúc cá nhân á, là vì mình đang được hôn thần tượng của mình từ hồi lúc man lòng yêu thương từ trong trái tim hồi xưa, thì em bị bắt cỡ kiểu mà em nghĩ, với lại mình đừng có bao giờ nghĩ là cảnh hôn dễ nha. Chính ra hôn không phải dễ, nhất là hôn trước mọi người á, kiểu mà hôn trước tất cả mọi người, nhìn vô cái tự nhiên cứ đưa tới cái rồi ha kiểu vậy, cứ ha kiểu right nhá. Yeah. Xong rồi cái ảnh cũng tâm lý, tại anh ấy em rất là kiểu mà hơi bị căng thẳng, cái cảnh này khiến cho em bị căng thẳng và làm khó em lắm. Thì anh có yêu cầu ekip là ok go hết đi chuyển chỗ khác và chỉ còn để lại camera và director rồi, right? Xong bắt đầu tụi em mới bắt đầu hôn. Thật ra thì bây giờ em mới cảm nhận rằng là thật ra là lúc hôn thì không sao đâu, nhưng mà
em rất là phớ lớn hả chị? Em đọc cái status chị, em cảm thấy là em rất là hài hước đúng không? Thì là lúc hôn rồi là không sao nha chị, nhưng mà quan trọng là lúc bắt đầu làm sao để hôn á, nó khó. Và khó là em sợ, em quê, em mắc cỡ. Yeah. Anh Hai không biết lúc đó có thấy là Lý Nhã Kỳ ngại ngùng hay không? Tại vì xem clip hậu trường thì rõ ràng là thấy cái phần mắc cỡ hai má đỏ đỏ. Anh Hai có red, thấy được cái điều đó red. Hay không? Nhưng mà cái kiểu như là ảnh là lập gia đình á, ảnh cũng có bị ngại hay không? Có nghĩa là mình cũng phải kiềm chế, tiết chế như thế nào, sợ bị này kia rồi bà xã không vui chẳng hạn. 키스 씬 얘기한 거예요. 아, 네, 미스키. 미스키 찍을 때 감독님하고 혹시 그 얘기한 거 아니에요? 미스키 찍을 때 감독님하고 카메라 감독님만 있고 나머지 스태프들은 안 보이는데. 그죠? 그 얘기했죠. 그 얘기했고 혹시 뭐 미스키 부끄러운 거 좀 그때 보셨어요? 봤죠. 네, 뭐 그리고 뭐 이미 결혼하셨으니까 혹시 그런 키스 씬 좀 촬영하실 때 혹시 어색하거나 아니면 뭐 자기 와이프 진투한가봐 걱정하셨어요? 본인 와이프 뭐 키스 진투 아니면 뭐 제 진짜 와이프의 그 이 키스 찍으면은 걱정스러우냐고요? 네네. 진투한가봐 걱정하시는 건가요? 와이프도 배우기 때문에 뭐 이해할 거라고 생각을 하고. 그리고 뭐 모르겠어요. 누구나 키스 씬 할 때 약간 좀 이렇게 쑥스럽고 부끄럽다기보다 좀 쑥스럽고 좀 어색함은 좀 있을 수 있지만 또 우린 프로니까 프로답게 열심히 최선을 다했습니다. Tôi cũng có thấy là lúc đó Lý Nhã Kỳ cũng đã mắc cỡ rất là nhiều. Và cũng cười rất là nhiều. Còn vợ của tôi thì thật ra vợ của tôi cũng là diễn viên, nên là tôi nghĩ là cô sẽ hiểu về những cảnh hôn và thân mật như thế này. Thực ra là về những cái cảnh hôn hay cảnh thân mật á, thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Nhưng mà về bản thân tôi và Lý Nhã Kỳ là hai diễn viên rất là pro, chuyên nghiệp rồi, nên là chúng tôi sẽ vượt qua những cái cảm xúc này để đóng vai diễn tốt nhất. Chị hỏi Kỳ hơi thẳng xíu nha. Tại vì thật ra em biết ở Việt Nam mà cái thời mà em đóng á, Bình Minh là một người cũng hơi bị xịn nhá. Vừa body, nhan sắc, về trình đồ này kia thì em cũng đã đóng với Bình Minh thì thật sự là mình dẹp qua cái chữ idol đi, mình dẹp qua về cái ngôi sao quốc tế đi. Cái cảm xúc chân thật nhất của em khi đóng với hai người thì ai có cảm xúc nhiều hơn? Em nói em dịch câu hỏi rồi còn câu trả lời em đừng dịch nha. Bình Minh thời đó là top model và top actor ở Việt Nam. Được quen được Khải Hoàng. Miss Kỳ 던진 질문인데 그 질문 내용 좀 통역해 드릴게요. 그 미스터 한이랑 나머지 왕카 그 베트남 top 모델인데 카이 황 그 베트남 top 모델 다 혹시 두 중에 같이 열기 같이 할 때 누구 더 뭐 솔직히 마음 어떻게 어떤 느낌인지 그리고 누구 더 좋아? Yeah. 대답 통역하지 말라고 했어요. Ok, thực ra thì về mặt mà đường dây á, về mặt phim Kẻ Thứ Ba và Thiên Di á, thì Thiên Di là Thiên Di sẽ được may mắn nha. Cô Thiên Di đó là lý do em hút cái vai đó liền á chị. Em hút cái vai đó liền vì em cảm thấy mình quá may mắn, mình được đóng với hai người đàn ông đẹp trai lịch lãm. Nhưng mà về mặt đó thì Thiên Di yêu và làm vợ và sinh con là đường dây với lại Quang Kha, là anh Han. Nên là khi mà mình nuôi nhân vật anh Bình Minh á, là vai Khải Hoàng trong phim á, thì thật ra thì anh Bình Minh là gọi là ký ức, nó là quá khứ mà của cái thời Thiên Di mới còn trẻ và mới bắt đầu yêu. Nên là cái sự tương tác của Thiên Di và anh Bình Minh Khải Hoàng nó không có nhiều, và cái tuyến nhân vật mà để Thiên Di nhập vai á, là vừa yêu vừa làm mẹ, vừa đấu tranh tâm lý, vừa muốn giết ảnh rồi lại muốn yêu ảnh, rồi muốn giết ảnh, muốn yêu ảnh, thì là Quang Kha. Nên là
đương nhiên rằng là cái mút trong phim thôi, Thiên Duy thôi, thì là chắc chắn là Thiên Duy sẽ yêu Quang Kha rồi. Có cảm xúc là tại vì nó cái phản ứng hóa học là Quang Kha. Nhưng mà chị biết là ở trong phim này là có cái cảnh mà cảnh tai nạn á. Thì cái cảnh đó hậu trường nó có khó lắm hay không ha? Cảnh đó là cảnh em nghĩ rằng là nó ám ảnh nhất của em, và em rất sợ, em sợ mọi người mà giật dây không kịp là em bị cán thiệt đó chị. Tại vì là trong cái kịch bản á thì cũng tại vì thứ nhất là khán giả Việt Nam cũng biết rằng là Kỳ không có đóng phim về action, Kỳ không có đóng phim mạo hiểm hoặc là võ công thâm hậu gì đâu, Kỳ đa phần đóng những cái phim nó hơi tâm lý, tình cảm. Nên là cái đợt đó là cái cảnh duy nhất mà Kỳ sợ, là bởi vì mọi người sẽ cột Kỳ, gọi là cột để treo lên á. Thì khi mà mọi người thấy rằng khi chiếc xe tải đi ngang thì là đụng, nhưng mà cái đó là phải quay thật mà, thì nghĩa rằng là tất cả ekip phải tập trung rất là nhiều, là bởi vì khi chiếc xe tải đi ngang thì phải kéo Kỳ giật lên được để nó đi qua, là giống như là trong cảnh thì nó sẽ là thành ra là xe tải cán Kỳ và Kỳ mới tung lên rồi mới rớt xuống rồi mới chết. Thì Kỳ trời ơi, lần đầu tiên mà Kỳ bị treo đeo hết đồ bảo hộ, nó rất là nặng mà nó đau nữa, và quay là cảnh đó là quay ban đêm và đó là trời mưa. Kỳ rất là sợ kinh khủng luôn. Thì Kỳ chỉ nghĩ bụng chứ trời, mọi người mà thiếu tập trung hay là mọi người xe chạy tới mà mọi người giật nhanh trước xe cũng không được, mà giật chậm thì chắc là tôi Kỳ sẽ ăn chuối và con gà quá. Tại Kỳ nghĩ chứ cuộc đời của tôi sao có cái khúc căng thẳng thế này. Tại vì Kỳ nghĩ rằng chết rồi, bây giờ mà ekip mà chỉ cần phớ lớ mà tự nhiên xe tới mà giật sớm mà, thì cứ coi như là Kỳ cứ bị giật hoài, mà giật hoài vậy nó cũng đau lắm chị, đau tay, đau nách, đau chân, nói chung vậy. Mà nếu mà giờ mọi người đợi canh đến sát nút, gọi là last minute, sát nút 90 phút xong mọi người giật mà giật không kịp, kéo không lên, là chắc là Kỳ sẽ ăn trứng với gà với nảy chuối luôn quá. Mà lúc đó là giờ thì mưa, trong cái đường rừng á thì nó rất là le lói, không có ánh đèn. Kỳ nói với anh Hai là cái cảnh này quay nó nguy hiểm quá. Mà anh Hai thì quay xong rồi, anh Hai là quay xong rồi thì anh Hai thực ra bản chất anh Hai có thể đi về lại khách sạn trước Kỳ. Xong Kỳ nói mày có, anh có thể ở đây ủng hộ tinh thần được không? Mà đúng là cực luôn, rằng là cái cảnh đó là anh Hai ngồi lại mà trời lạnh đó chị, lúc đó là mưa rồi, vào tháng 12 á, khá là lạnh, coi như ban đêm thì Đà Lạt xuống còn có 9 độ 10 độ, mà cái cảnh đó thì Thiên Duy mặc đồ không phải là quá ấm. Wow, anh Han ngồi, tưởng sao quay không có được thành công, là coi như ngồi đến 7 giờ sáng luôn, quay từ on set từ 5 giờ, rồi bắt đầu set đèn, rồi xuống, rồi quay cảnh nó xong đến 7 giờ sáng, cái không được, rồi ngày hôm sau quay nữa. Thì chị có biết rằng là cứ vậy này, cứ mỗi lần mà Kỳ nhớ hoài luôn á, mỗi lần mà cái xe tải mà chạy sát tới vậy này, là chị nhớ mình sẽ có mỗi cảnh mà đụng xe thì xe tải ánh đèn á, sát tới, là lúc đó Kỳ nhắm mắt, coi như giống như mình chấp nhận cái chết á. Mà xe anh đèn vừa mới gần sát thì Kỳ bỏ chạy mất tiêu đi. Kỳ sợ ông tài xế ổng đánh ông kịp. Kỳ không có đủ can đảm. Kỳ cảm thấy rằng cuộc đời mình chưa có yêu mà, mình chưa đám cưới mà, với lại kim cương cũng nhiều nữa, làm sao đây mà tự nhiên mọi người cứ bắt buộc là, tại vì mọi người biết không thể thay đổi được, bởi vì cái đèn xe á, chị không có tìm cái đèn nào để thay được cái đèn xe, nó phải là cái đèn xe thiệt và nó phải đầu xe thiệt. Mà cứ đang đứng cái tự nhiên đang tập trung kiểu nước mắt rớt, xong rồi đang đứng cái xe chạy tới, cái rớt xong xe chạy tới là lực mình là chạy mất tiêu rồi, và nó cứ vật vã Kỳ như vậy. Em không dùng cascader. Dạ không, em không dùng cascader, bởi vì cái đó cũng khá là cực, và em không dùng. Thì lúc đầu á, là mọi người muốn dùng cascader, nhưng mà thật ra cascader thì nó rất là khó, tại vì màn ảnh rộng mà, và lại em cũng không muốn lừa dối khán giả, nên là em tự nguyện. Nhưng mà thật ra cái lòng, cái tự nguyện là nghĩa là cái tâm mình muốn, cái suy nghĩ mình muốn, nhưng mà cái lòng can đảm của mình nó chưa muốn lắm. Nhưng mà cuối cùng em cũng đã ra thành công, và tất cả là cảnh thật và không cascader, và tông xe cũng là thật. Cũng và tông xe là thật, có nghĩa là em vẫn phải có, tại vì giống như diễn là nó, khi mọi người thấy cái khi tông thì cái mình phải có những cái tác động tông, thì là em phải chấp nhận là cho tông thật để có một cái tác động mà rất tự nhiên á, chứ còn thí dụ như mà kêu em ngồi lái xem tự ngã ra thì nó không có tác động của cái độ
tác động mạnh của cái độ tông xe, nên là tông cũng là thiệt luôn chị, chỉ có máu giả thôi chứ còn tông là thiệt. Dạ, đó là cái chung là có trải nghiệm cũng rất là đáng nhớ, rất là đáng nhớ. Và dám đóng phim hành động lại nữa không? Dạ không chị em đóng mà em phải đi em đóng hồi tốt đấy, em rất là tâm lý, em phải yêu cầu đoàn là phải mua bông hoa trái cây để cúng em sợ lắm, nhưng mà đừng bao giờ cúng chuối em cấm không được cúng chuối, trứng với lại gà, em sợ. We talk about the accident, you remember me in the movie? Yeah, anh nhớ về cái cảnh mà chị đã bị đụng xe rồi anh mới tới, anh ôm Thiên Di trong cảnh khi mà chị bị đụng tai nạn xe. 교통사고 장면 혹시 기억나시냐고요? 뭐 킨지 죽은 아 기억나죠. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we just remember about I'm scared. I'm so scared. Scared? Yeah. 아. 그래서 도망갔어요. 뭐 그 얘기한 거죠. Em chị mà nghe chuyện buồn của em mà qua cái cách em kể chuyện nó cũng rất là phớ lớ vậy đó. Nói chung là lúc nào em kể chuyện cũng rất là vui, cho dù nó là chuyện buồn. Vậy em nên chuyển qua hài đúng không chị? Em đang cảm thấy mình đang phớ lớ rồi nè, em phải kéo bớt lại nè chị. Ở Hàn Quốc thì không phải là một quốc gia xe máy như là ở Việt Nam đó. Thì thành ra là chị không biết là ảnh có biết lái chạy xe máy hay không. Và tại vì xem cái clip hậu trường thì thấy ảnh cũng hơi chật vật với chiếc xe đó. Yeah. Cái xe máy đó là cái khắc nghiệt của ảnh luôn. Thì cái chiếc trải nghiệm của ảnh như thế nào ảnh còn nhớ không? 아, 한국에서 오토바이 별로 없잖아요. 오토바이 없으니까 혹시 그 촬영할 때 오토바이 타셔야 되잖아요. 혹시 타신 줄 미리 아셨어요? 네, 그 많이 힘드셨어요. 알았어요. 많이 힘드셨어요. 그 재밌었죠. 오랜만에 타가지고 재밌었어요. Thì bản thân tôi cũng biết lái xe máy nên lúc mà lái quay chạy xe máy quay như vậy thì cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng. Nhưng mà sao ở trong đó thấy ảnh hơi chật vật? À, chật vật là do chiếc xe máy nó chật vật chị. À. Dạ, không phải ảnh chật vật đâu. Chiếc xe máy, chị biết không, cái chiếc Vespa đó là chiếc Vespa cổ. Và nó được mua lại bởi, được độ lại thôi. Chứ em nghĩ là bình thường nó phải nằm trong bảo tàng rồi chị. Chứ nó tuổi thọ của nó chắc nó cũng còn cao hơn cái tuổi đời của em á chị. Để cái khúc này đem kể cho. Cái tuổi thọ của chiếc Vespa của anh là nó cao hơn cái tuổi đời của em. Và rất là chật vật là xe không thắng chị. Mà cái cảnh, tất cả những cái cảnh tụi em đi á, là nó, chị biết rồi, toàn là trên đồi, chị thấy không, toàn là đồi không, rồ ga anh rồi nó đâu lên nổi đâu. Bây giờ cái chiếc xe thì nó đã ọc ạch rồi, nó như một ông già mà rụng răng rồi, lại còn đau thắt vì đĩa đệm nữa, mà ảnh ngồi trên chiếc đó là đã thấy nó leo không nổi rồi, mà nó dốc như là cái đồi nó trên sườn núi vậy nè, chở thêm em nữa. Chị, em đâu phải nhỏ và mong manh gì đâu chị, em như một con chó ngồi đằng sau, hai người như vậy mà đưa vô thì làm sao chị, mà đã vậy rồi xe không thắng nữa, có nghĩa là chạy rồi á là muốn thắng lại là không được nha, chạy rồi là muốn thắng là phải chạy nguyên vòng vậy nè, chạy xong hoặc là nhả tay ga cho nó tắt máy đó. Cái cách thắng của cái chiếc xe đó là cứ chạy muốn thắng là nhả tay ra là nó tắt máy, rồi bắt đầu nó tắt máy rồi là nó lên không nổi nữa chị, nó tắt máy rồi thì cả đoàn phải tắt. Nói chung là và cộng thêm nữa là có những cảnh là phải dùng, chị thấy behind the scene không, là phải dùng xe kéo luôn đó chị, là có những lúc rồi là nó đã đảo, nó không muốn làm việc nữa chị, là nó không làm luôn, là lại phải dùng xe kéo, là kéo xong hai đứa cứ lắc lư vậy đó. Đó là do cái chiếc xe đó là chắc là hồi xưa nhà sản xuất kiểu mà cũng không có kinh phí á, và cũng khó khăn quá nên là mua một cái chiếc xe mà bản chất là nó không chạy được nữa, mà mình đang cứu vãn nó thôi, có nghĩa là cứ bơm lên xong rồi ngày mai lại mang đi sửa, rồi ngày mốt mới đóng phim được nha chị. Gian nan ha. Quá gian nan chị ạ, rất là cực dạ. Nhưng mà chị đang tự hỏi là hồi nãy giờ thì thấy chemistry của hai người cũng khá là tốt đó, nhưng mà thật sự là khi đóng phim là lúc đóng thì mình không biết sao, nhưng mà bên ngoài rồi tương tác có tốt hay không? Ví dụ như là nửa Hàn, nửa Anh, nửa Việt, nửa body language hay là như thế nào? À, tụi em là người quốc tế rồi chị, nên là cái gì cũng hiểu nhau hết á. Chị thấy như là chỉ cần chị hỏi cô này chưa kịp dịch, anh cũng đã hiểu chị muốn nói gì rồi. Còn em với ảnh đó là em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Hàn, nhưng chỉ cần tụi em nhìn nhau là tụi em hiểu luôn tụi em nên trả lời gì đó. Chị thấy ghê chưa? Vũ trụ không tự đùa được. Vũ trụ không nên đùa.
ảnh hiểu hết á. Nhưng mà ảnh có gặp khó khăn trong cái việc mà, có nghĩa là ekip hầu hết là người Việt Nam mà đúng không? Thành ra ảnh gặp khó khăn khi tương tác với Kỳ và cũng như mọi người hay không? Trong lúc quay. 혹시 촬영하실 때 그 언어 한계 있잖아요. 혹시 그런 어려움 많이 어려웠어요? 뭐 스태프분들이랑 다 베트남어 얘기해서 혹시 커뮤니케이션 좀 문제 많이 있었어요? 늘 얘기하는 건데 어디나 똑같아요. 그러니까 누구나 봐도 저건 어떤 상황이다라고 딱 알아요. 희한하게 말은 안 통해도 같은 일을 하다 보니까 아는 것 같아요. 그래서 사실 그런 면도 많이 신기했었고 저도 제가 느끼는 거를 똑같이 그들도 느끼니까 그렇게 힘들지는 않았던 것 같아요. 정말 안 되는 경우는 이제 통역하시는 분이 또 해결해 주셨지만 급하게 갈 때는 좀 지금 아까 예를 들어서 가다 오토바이가 시동이 꺼졌어요. 근데 이제 제가 이제 내려서 시동을 걸어야 되잖아요. 근데 거기서 제가 어떤 행동을 하려고 그러면 미리 알고 달려오세요. 그 소품 하시는 분이. 그래서 시동도 걸어주시고 그걸 다 아시는 것 같아요. Thật ra là rào cản ngôn ngữ cũng không có làm khó tôi nhiều. Tại vì có những cái chuyện mà thí dụ họ nhìn, mình cùng suy nghĩ với nhau, cái nhìn cái là mình có thể biết được là họ muốn gì. Ví dụ như cái trường hợp là tôi đang chạy xe máy chẳng hạn, khi mà tôi thấy mấy người tắt máy, tôi leo xuống xe một cái là step tự động chạy tới hỗ trợ tôi liền, họ biết là tôi đang cần cái gì. Và thật ra đôi lúc mà có những cái mà thật sự khó không hiểu nhau thì lúc đó mới cần đến phiên dịch thôi. Còn hầu hết những cái hoạt động ở trong đoàn thì cứ nhìn nhau là có thể hiểu đoán được cái người kia muốn gì rồi. Hồi nãy em nói cái vụ mà em mang thai đó Kỳ. Dạ. Chị quên mất hỏi câu đó, bây giờ chị mới nhớ lại là đúng là em chưa từng mang thai. Mà em đóng cái vai này thì có thể là cái kỹ năng diễn xuất của em cộng với sự hỗ trợ của anh Han thì cảnh đó nhìn cũng thật. Thật hả chị? Thành ra chị đang hỏi là mình có ý định gì hay không á. Ví dụ mình giống như bên ngoài mình bây giờ là nghe em nói là kim cương mình cũng đã có rồi, rồi cái này cái kia mình cũng có rồi, thì mình thiếu một người chồng của mình, rồi những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thật ra thì giống như em cũng đã từng nói mọi người là nhà em không thiếu gì ngoài thiếu đàn ông đó, mà thiếu một người đàn ông thôi. Và có rất nhiều báo chí cũng hỏi em rằng là sau cái phim này ra mắt xong em có kế hoạch gì kế tiếp hay không, thì em là một cái người cực kỳ thẳng thắn, giống như là mình cần thì mình phải nói chứ, đúng không? Thì cái kế hoạch kế tiếp sau bộ phim này đó là em tìm, thay vì phim này là kẻ thứ ba thì em tìm người thứ hai thôi. Cái kế hoạch của em là em sẽ tìm người đàn ông của mình sau tháng 6 đi. Tại vì tháng này thì em ra mắt phim nè, rồi em đi liên hoan phim Cannes. Thì em nghĩ là bắt đầu tháng 6 em sẽ lên kế hoạch để tìm người thứ hai. Và sẽ mong rằng là năm nay sinh nhật em tháng 7 sẽ có một người nào đó thọ bánh sinh nhật chung. Ủa lẽ luôn vậy đó hả? À tìm hiểu thì cũng thọ bánh được vậy chị. Chị này, cái gì vậy chị? Không, tìm hiểu nhưng mà em có thể thọ bánh sinh nhật chung. Ok. Chứ không có, em không có vội vã đến vậy đâu. Từ từ tốn. Giống như chị, em nhớ chị Ngô Thanh Vân nói đúng không, rằng là chậm cũng được nhưng mà miễn đúng người. Nên em rất là lấy cái câu đó là một cái năng lượng tích cực cho em. Rồi em cảm thấy là ok, em chậm cũng được, chậm hơn cũng không sao đâu, nhưng mà em sẽ chờ đúng người. Dạ ok. Dạ kế hoạch. Nhưng mà cái phim này em có dự định là ngoài thị trường Việt Nam em cho thí dụ như lên các nền tảng VOD quốc tế hay không? Dạ. Hay là trình chiếu ở Hàn Quốc? Dạ có. Tại vì giống như mọi người cũng biết rằng là thật sự thì em cũng có một có những cái mối quan hệ nhất định ở liên hoan phim Cannes. Mà mọi người biết là liên hoan phim Cannes thì đó là nơi hội tụ của tất cả các nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn của các nước trên thế giới về. Và nhân dịp lần này em đi Cannes thì ngoài cái công việc mà là vai trò là nhà bảo trợ cho tổ chức Cine Foundation đó, thì em cũng có mang cái bộ phim của mình để giới thiệu và chào bán ở một số quốc gia khác với một số đối tác khác. Và em đã có plan hết rồi. Bởi vì em nghĩ rằng là nghệ thuật có đôi khi nó không phải là mỗi có cái giá trị vật chất, nghĩa là tạo một cái doanh thu lớn, nhưng mà nó còn có một cái giá trị tinh thần, đó là giá trị làm nghề. Và em nghĩ rằng cái bộ phim này nó cũng xứng đáng với cái sự nỗ lực của cả ekip, mà gọi là nỗ lực tốt nhất có thể thôi trong cái hoàn cảnh khó.
thì cái sự nỗ lực này nó đã là quá kinh khủng rồi, thì nó cũng sẽ nhận được một cái giá trị khác. Và chị quan tâm đến là cái nền tảng VOD quốc tế cũng như là thị trường Hàn Quốc á, tại vì có anh Han anh đóng thì có thể là cho khán giả Hàn Quốc có thể xem cái bộ phim có này. Chứ thật ra là với một cái góc độ thì em trở thành một nhà sản xuất rồi, tuy rằng là bất đắc dĩ nhưng không có định nghĩa rằng là bất đắc dĩ đây là tôi sẽ không làm cho cái thứ tốt nhất, chỉ là tôi không làm được tốt nhất như tôi muốn thôi, nhưng em đang làm một cái thứ tốt nhất theo cái khả năng của mình, thì nó phải được mang tính thương mại nữa, nghĩa rằng là nếu cái gì bán được, em chào bán được và người các quốc gia họ mua với cái giá tốt thì tại sao em say no? Và đương nhiên rồi, em sẽ bán với giá tốt nhất, còn nếu như mà giá offer chưa tốt nhất thì em không nghĩ mình phải bán, bởi vì em không cần bán đại trà, nhưng em cần phải bán ở những cái tên tuổi, những cái công ty lớn họ có thể mua và họ có thể khai thác tốt. Nhưng mà như vậy là mình chưa có một cái kế hoạch cụ thể riêng cho thị trường Hàn Quốc đúng không? Em chưa có kế hoạch cụ thể riêng, nhưng mà hiện tại thì thị trường Hàn Quốc cũng có một số chỗ offer em rồi, có nghĩa chào mua, nhưng mà em chưa có kế hoạch, tại vì thực ra thì giống như là một cái người làm thương mại thì họ phải biết tạo ra cái giá trị của một cái sản phẩm của mình, nên là em cứ để mọi người chào đi rồi em sẽ chọn cái tốt nhất. Với anh Han thì rõ ràng là ảnh đóng trong cái phim này một cái hành trình rất là khó khăn, nhưng mà như là theo Kỳ có chia sẻ là sụt cũng thiếu đủ tùm lum hết trơn à, chứ gọi là sụt dư thì nó cũng không có dư lắm. Cho nên là cái khi mà cái thành phẩm này thì liệu anh Han đó có tự tin để có thể là giới thiệu đây là cái sản phẩm của mình hay không, cũng như là đối với ảnh thì cái vai diễn trong bộ phim này á, là nó ở mức nào so với ảnh khi ảnh nhận, anh thấy nó dễ, nó khó hay nó vừa phải? Ừ, 이 영화 촬영할 때 뭐 여러 가지 사고 넘치고 그리고 뭐 데이터 같은 것도 많이 남지 않아요. 그 촬영 소스 같은 건 많지 않기 때문에 아무래도 지금 다 편집 다 끝나고 혹시 이 영화에 대해서 자신감 뭐 소개할 수 다 뭐 소개할 수 있는 자신감 있으신가, 그리고 본인한테 뭐 이번 역할이 어려운가요 아니면 쉬운가요, 어느 정도 쉬운 역할은 여지껏 만나 본 적이 없었고요. 저한테도 어려웠었던 또 새로운 또 캐릭터의 도전이었었고요. 그리고 사실 뭐 아까도 말씀하셨지만 언어의 한계라는 게 분명 합작이잖아요. 합작이기 때문에 언어의 한계가 분명히 있었었고, 근데 그거를 또 다들 프로 정신을 가지고 금방 또 익숙해지고 잘 이겨냈던 것 같아요. 그리고 이 영화에 대해서 말씀드리자면은 감히 여러분들한테 또 새로운 캐릭터들과 또 즐거움을 줄 수 있는 그런 영화가 되기를 간절히 바라고요. 다시 한번 저희 영화 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. Đối với tôi thì không có cái vai diễn nào là dễ hết đó. Đối với tôi thì vai diễn nào cũng là một cái thử thách và một cái khó khăn với tôi. Thì giống như hồi nãy thì chị có hỏi là cái vấn đề về ngôn ngữ có phải là cái khó khăn không, thì thực ra thì nó cũng là một cái khó khăn và trở ngại khi mà tôi quay phim và quay cái phim lần này. Nhưng mà cũng đã vượt qua được cái khó khăn đó. Thì chị có hỏi là tôi có tự tin để giới thiệu cái bộ phim này với mọi người hay không, thì thật cũng khó nói. Đối với tôi thì tôi cảm thấy về cảm giác thì đây là một cái bộ phim rất là có ý nghĩa, rất là vui, và tôi hy vọng là mọi người sẽ chào đón nó và yêu thích nó. Bây giờ hơi xin lỗi chút xíu nhưng mà sẽ tập trung vô Kỳ một chút xíu nha ha. Ở trong phim có một số cái phân đoạn mà có nhiều người coi xong nói là em muốn tái hiện lại cái hình ảnh của em ngày xưa lúc khó khăn, làm ô xin rồi bị tát rồi cái này cái kia đó, thì nó có đúng vậy không ha? Dạ, thật ra thì ở một cái góc độ là một cái người mà làm thương mại, thì với cái tính cách của Kỳ luôn là Kỳ không thích mang cái cá nhân vào cái lợi ích chung hoặc là một cái hiệu quả chung của cả một ekip.
Nên là kỳ giống như ví dụ như người ta thường nói là mình tự làm sản xuất, mình tự bỏ tiền hết 100% luôn, mình không có cần đầu, không có cần ai can thiệp hoặc là đầu tư vốn hết á. Và bộ phim này là kỳ bỏ ra cú phim vào 100%, nên là cái cuộc chơi này nó là của kỳ 100%, thì kỳ thậm chí là kỳ có thể đập đi quay lại, hoặc là có thể quay thêm, điều chỉnh kịch bản, rồi cắt bớt phân đoạn của diễn viên, hoặc là vì cái là giống như một cái cuộc chơi của kỳ rồi. Nhất là kỳ lại không còn, không có một cái nghệ sĩ hoặc là một cái cổ đông nào can thiệp hết. Nhưng mà thực ra thì không, toàn bộ kỳ muốn là nó là mang tính chất là, thứ nhất là nó phải đảm bảo được cái phần kịch bản, thứ hai nữa là nó mỗi một người, vì nếu mà mình đã xác định là đầu tư thì mỗi một diễn viên, mỗi một cái người trong ekip, từ người đằng sau cho đến đạo diễn, cho tất cả đều là những người sẽ đóng góp cho cái phần thành công của bộ phim, thì không có lý do gì kỳ phá nó đi hết. Và kỳ cũng không có cần phải làm cái việc mà giống như là chỉnh sửa kịch bản luôn. Có nghĩa là khi từ khi mà kỳ đóng phim cho đến làm nhà sản xuất và vẫn tiếp tục đóng, thì kỳ đều tôn trọng kịch bản, tôn trọng cả cái tuyến vai diễn của mình và các diễn viên khác luôn. Kỳ không có làm điều đó. Còn lại thì có những cái cảnh mà kỳ làm ô xin này nọ, thì do có vấn đề là vì có một số diễn viên trong phim á, thì do mình bị gãy phim, thì cái đến khi thành lập lại á, thì cái quỹ thời gian của họ đã có một cái kế hoạch khác rồi, và không có còn đủ thời gian để hoàn tất những cái phân đoạn còn lại của họ, thì buộc phải chám vô một số phân đoạn của kỳ, vì kỳ là vừa là diễn viên mà vừa là làm công, vừa là ô xin, vừa là nhà sản xuất, nên là thôi ai muốn chám cũng được, có giờ mình chám vai của người khác luôn đó, là mình phải chám bù để mà nó thành một câu chuyện. Nên là cái, và lúc đó đạo diễn cũng đang suy nghĩ là bây giờ phải chám sao cho nó mượt, và nó phải chám về cái quá khứ nữa, thì đạo diễn tự chọn là kỳ làm ô xin đó. Và thật ra là kỳ tiết lộ luôn là cái bối cảnh trong phim, ví dụ như là ngôi nhà giác vàng á, mà kỳ tự làm ô xin là tự làm ô xin trong chính ngôi nhà của mình đó, là cái đó là ngôi nhà mà kỳ, của kỳ, rồi chiếc du thuyền, rồi chiếc Rolls Royce, gần như là của kỳ hả, của kỳ hết, gần như là những cái bối cảnh mà sang nhất và xa xỉ nhất trong phim mà trị giá mấy trăm tỷ á, là đều là của kỳ hết. Nên là mình cũng tiết kiệm khá nhiều. Và lúc đó kỳ tức lắm, kỳ ngồi kỳ nói là phải chi lúc đầu cái nhà sản xuất cũ không có năng lực á, đưa tôi làm đi, thì cái kinh phí nó không có đổ lên như vậy, tôi không có mất tiền ngu như vậy, bởi vì tất cả gì tôi cũng có, thì tôi cứ lấy đó và tôi vô tôi làm phim thôi, tôi đâu có cần thuê cái gì đâu. Và những cái quan hệ của kiểu vậy, kỳ dư để tìm bối cảnh hoặc là mượn hoặc là tài trợ, tự nhiên đi vô phát banh chành, rồi giờ tôi hứng, tôi cảm thấy tiền này là tiền phi lý á. Nên là cuối cùng là cũng tháo gỡ được là cái du thuyền ít nhất là kỳ đóng trong phim kỳ không đỡ tốn nè, không đỡ tốn tiền thuê nè, rồi Rolls Royce cảnh với cảnh. Nhưng mà cái cảnh tác thì là tác thật hay ôi là... trời ơi, tác thật chị ơi. Trời ơi, cô ấy cô tác em mà em muốn xóa cái cổ, như là muốn thoát luôn cái thoát vị địa đệm của em luôn á. Tác thật cô ở chị, nhưng mà thật ra thì cổ tác không có mạnh đến vậy đâu chị, nhưng mà có thể là do khúc đó kỳ khóc cho chính mình, và kỳ khóc lại những cái giọt nước mắt của thời xưa. Kỳ cũng thừa nhận có rằng là cái lúc đó thì thật ra không cần phải nuôi nhân vật, mà không cần phải phải khóc giả hay là cần phải lấy cái cảm xúc để khóc đâu, mà thật ra cái lúc đó khóc là những giọt nước mắt thật của kỳ ở quá khứ, và khi nó tái hiện lại nó khiến cho cái hồi ức của mình nó, mọi thứ nó quay trở về, và những cái cảm xúc đó nó lên là vì nó làm cho kỳ nhớ lại. Thì cũng thật, nên là cô tác thì cô là một nghệ sĩ nổi tiếng và rất là kinh nghiệm, nên là cô không có tác mạnh như là giống như dì ghẻ hoặc là phù thủy đến vậy đâu. Tác nhẹ lắm, chỉ tác bằng hình thể thôi, nhưng mà khóc hòa lên như một đứa trẻ thì đó là do kỳ khóc. Dạ. Cái buổi mà mình showcase á, dạ, thì chị thấy là Tuyến Kim Tuyến á, cũng có nói rất là nhiều về bộ phim này, dành những cái tình cảm rất là tốt cho kỳ và cho phim. Nhưng mà chị biết trong phim thì hai người không có tương tác gì nhiều, nhưng mà hôm nay thì chị cũng nghe một số drama nho nhỏ, có vẻ như là hai bên không có thuận nhau lắm, thì thực hư nó như thế nào nhỉ? Thật ra thế này nè, thứ nhất là giữa Kỳ với Kim Tuyến trong phim nó không có cùng đường dây, nên là tụi Kỳ cũng không có những cái tương tác
Tại vì không cùng đường dây sao tương tác. Ngày Tuyến quay thì không có Kỳ, mà ngày Kỳ quay không có Tuyến, vì bản chất trong phim là chị sẽ thấy là đường dây khác nhau. Đường dây của Tuyến nó sẽ dính với anh Han chứ không có dính với Kỳ. Cái thứ hai nữa rằng là hồi xưa giờ thì Kỳ cũng không có biết Kim Tuyến, Kỳ cũng không phải là chơi hoặc là bạn của Tuyến. Nên là làm sao, thí dụ như là làm bản với Kỳ với anh Han bản nhau thì mình sẽ dễ tương tác hơn. Còn ngay từ hồi xưa luôn là Kỳ với Tuyến hoàn toàn là hai con người độc lập và không hề biết nhau, cũng chưa bao giờ diễn chung show với nhau, cũng chưa bao giờ đóng trước kia với nhau. Nói chung là chưa có một cái gì hết. Và cái bộ phim Kẻ Thứ Ba này là bộ phim đầu tiên mà Kỳ biết Tuyến. Hoặc là có thể là do mình già rồi nên trước kia nhiều khi mình đã từng gặp cổ qua một sự kiện gì đó mà mình không nhớ. Nhưng mà hiện tại thì là giống như bây giờ mà Kỳ không biết, giống như giờ Kỳ không biết chị đi, mà giờ Kỳ tới Kỳ phớ lớ với chị thì có phải Kỳ giả chân quá không? Và cái đẳng cấp cũng như cái tính cách của Kỳ thì Kỳ không thích là người giả chân. Thì cảm xúc sao thì Kỳ sẽ để vậy, giống như là giống như bây giờ thì mình sẽ dễ tương tác hơn. Vì dù sao bạn cũng là một cái người cộng tác trong phim mình, nhưng mà gọi là thân thì không, tại vì Kỳ với bạn không có cơ hội bên ngoài vì cái Tuyến phim nó khác nhau. Còn về cái chuyện mà drama nhỏ nhỏ thì đến giờ thì Kỳ chưa có nghe một cái drama gì cả. Bởi vì bản thân thì Kỳ đã xác định đây là một cái bộ phim truyền thông mộc. Thì truyền thông mộc ở đây thì là Kỳ không thích có những cái drama hoặc là scandal. Và Kỳ không muốn tất cả những nghệ sĩ mà đóng trong phim này họ cố tình tạo một cái scandal cho cá nhân họ. Và đến giờ thì Kỳ thấy là tất cả nghệ sĩ trong phim họ rất là tử tế. Trong đó có cả Kim Tuyến rất là tử tế. Là ví dụ như là Xuân Nghị đi, bạn ấy tuy rằng cũng đóng trong phim này nhưng mà bạn ấy không có bất kỳ những cái động thái PR cho cá nhân. Rồi ví dụ như cái bạn nghệ sĩ, bạn Trứng Ngỗng á, bạn Hoàng Khôi trong vai Trứng Ngỗng thì bạn cũng vậy luôn. Ví dụ như là bạn muốn PR cho cái cá nhân bạn thì bạn cũng có thông qua ekip truyền thông bên này, bởi vì tất cả mọi người đều hướng tới cái chung và mình phải đi chung một cái hướng, đó là truyền thông mộc. Thì không thể nào mà tự nhiên nhà sản xuất đưa ra tiêu chí truyền thông mộc và diễn viên chính cũng là mộc và anh Han cũng mộc, tất cả mọi người chúng tôi không có scandal, thì không thể nào có những người khác lại đưa ra một cái cá nhân thì họ sẽ vô tình thôi đạp đổ những cái công sức của cả một ekip. Và cái bộ phim này nó đã quá khổ rồi thì đừng nên cho nó khổ nữa. Và cái bộ phim này thì ở bên ngoài nó đã quá drama rồi, nó là drama thật lắm rồi, thì đừng nên tạo drama nữa. Và Kỳ thấy là hiện tại thì ngay cả Kim Tuyến và tất cả những diễn viên trong đoàn phim họ đang rất tôn trọng về bộ phim này và họ cũng đang đi như vậy, chứ cũng chẳng thấy drama gì. Đến giờ thì Kỳ chưa nghe một cái vấn đề gì và nói là drama cả, tại vì nếu có thì chắc chắn là bộ phận truyền thông sẽ nói với Kỳ. Và hiện tại thì Kỳ chưa thấy có gì hết. Còn lại mà mọi người nghe đồn thì thực ra thì Kỳ nghĩ không đến nỗi, bởi vì Kỳ cũng không cho phép mình đi sai với lại cái tiêu chí ngay từ đầu là say no với lại drama mà. Hiện tại là ở Việt Nam á, mọi người xem phim Hàn Quốc rất là nhiều, tính ra là ngoài phim rạp mà của Hollywood ra thì gọi là các series truyền hình á, TV series là mọi người xem ở Hàn Quốc nhiều nhất. Nhiều nhất là trên Netflix, rồi sau đó là các ứng dụng của Việt Nam, Vion, FPT, HiQ, WeTV rất là nhiều, hay là TVing rồi đó. Thì nói chung là những cái bộ phim lớn lẫn các bộ phim nhỏ của Hàn Quốc bây giờ ở Việt Nam đều được xem hết luôn rồi. Và thật sự là chị cũng theo dõi rất là chăm chú nhưng mà không có biết cái tác phẩm nào của anh Han cả. Thế thì lần này nó cũng, dù cái bộ phim nó được đón nhận ở mức như thế nào thì cái việc anh Han qua Việt Nam thì mọi người cũng biết đến ảnh thêm rất là nhiều. Thành ra là không biết ảnh có suy nghĩ gì đến cái việc là đóng thêm nhiều cái tác phẩm truyền hình hoặc là điện ảnh để thị trường Việt Nam có cơ hội để xem phim của ảnh hay không, hay là nghĩ đến các cơ hội mà hợp tác với phim ảnh của Việt Nam nhiều hơn không. Ví dụ chị là tạm gọi là một fan của ảnh đi, thời đó tới giờ chị cũng rất là muốn là một người mình thích được đóng phim trở lại, giống như là anh Jan Ong-won cũng thường xuyên xem được các phim của Jan Ong-won. 현재 그 베트남 시장에서 한국 드라마 많이 보고 있어요. 그리고 뭐 한국 드라마 말고도 영화도 뭐 넷플릭스 통해서 뭐 다른 사이트 뭐 온라인 앱 통해서 많이 보고 있으니까 혹시 이번에 세 번째 영화 개봉한 후에 성공 정도가 어느 정도 아직도 모르지만 만약에 뭐 이번 프로젝트 그 끝난 후에 혹시 베트남 시장에 뭐 진출한 생각 있으거나 아니면 뭐 베트남 와 뭐 협작
한 프로젝트 좀 생각하고 계신가요? 사실 뭐 첫 번째로 네. 첫 번째로는 이 영화가 많은 사랑을 받았으면 좋겠습니다. 사실 이 영화가 사랑을 받고 관심을 받아서 좋은 결과가 나왔으면 하는 게 지금 가장 큰 바람이고요. 또 영화가 잘 된 후에 또 베트남에 계시는 또 팬들이나 또 시청자분들이 저를 사랑해 주시고 또 원하시면 언제든지 또 좋은 작품으로 다시 뵐 수 있는 날을 또 기다리겠습니다. Đối với tôi là trước mắt cái bộ phim lần này, bộ phim Kẻ Thứ Ba nó phải thành công trước cái đã. Sau khi mà nó nhất định phải thành công và sau khi nó thành công xong thì nhiều khán giả ở Việt Nam sẽ biết đến tôi và yêu quý tôi nhiều hơn. Và khi đó mà mọi người yêu quý tôi nhiều thì bất cứ lúc nào cũng có một cái tác phẩm thích hợp đến thì tôi sẽ tham gia cùng với ở Việt Nam. Cái tác phẩm này như thế nào thì nó cũng đã có một cái duyên với mình và mình cũng đã có cơ hội hợp tác với Hàn Quốc rồi. Thì Kỳ có nghĩ đây sẽ là một cái bước đệm để Kỳ làm những cái tác phẩm tiếp theo kết hợp với không phải là có thể là với anh Han hoặc là bất kỳ ngôi sao Hàn Quốc nào hoặc là xa hơn nếu Kỳ muốn. Thực ra thì nếu như mà đây là một cái tác phẩm Kỳ làm bằng cái cảm tính nhiều hơn khi mà mình đã giống như mình đã lỡ bị vô cuộc rồi và mắc kẹt rồi thì mình phải giải cứu nó thôi. Chứ còn Kỳ có ý định là sẽ sản xuất một cái bộ phim khác, nhưng mà bộ phim đó phải là Kỳ là người sản xuất ngay từ đầu và là mình là cái người làm chủ cái cuộc chơi, làm chủ cái bộ phim đó. Và chắc chắn là cái bộ phim mà Kỳ mà muốn làm á, thì Kỳ sẽ mang hướng tới cái tính chuyên nghiệp là bắt buộc rồi, bởi vì bây giờ cái nhu cầu và cái cảm nhận của cái người xem họ rất là, của khán giả rất là nghiêm túc và cái gu cũng rất là không phải dễ đoán á. Và giờ mà kiểu mà làm hời hợt có thì chắc chẳng ai xem đâu, hoặc là giống như nó đã qua cái thời mì ăn liền rồi, nên bây giờ làm là nó là một sự chỉnh chu. Với cái tính của Kỳ nữa là Kỳ đã làm là phải làm cho tới, nhiều khi làm mình quên luôn, nhưng mà bắt buộc Kỳ sẽ đặt ra một cái tính thương mại rất là cao, nghĩa rằng là nó như một cái dạng đầu tư một cách nghiêm túc. Thắng thì có hết, mà hết thua thì chết luôn vậy đó, nhưng mà nó sẽ là một cái mà Kỳ đặt vào cái tính thương mại rất là cao. Còn bây giờ thì cái này thì Kỳ cứ để cho mọi thứ nó thật là mình cứ cảm nhận nó và xem nó như một cái tác phẩm nghệ thuật. Rồi còn khán giả thương hoặc khán giả đánh giá, hoặc là mỗi khán giả gu, giống như hôm nay thì bên cũng có một số người hỏi Kỳ rằng là dự đoán coi là cái doanh thu của cái phim này như thế nào, thì thật ra khó lắm. Tại vì bây giờ cái thị trường điện ảnh của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung không ai dự đoán được cái doanh thu đâu, sẽ khó lắm. Ok, vâng, cảm ơn Lý Nhã Kỳ rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Kumusumita. Ok, cảm ơn.